Rose và Seventeen sẽ tham gia show Mỹ, tại sao Kanye lại phản ứng trái ngược dữ dội? Mới đây, Rose Blackpink vừa nhận lời mời tham gia show The Kelly Clarkson Show và Seventeen cũng vừa xác nhận biểu diễn tại The Ellen DeGeneres Show. Cả hai đều là những show lớn của Mỹ, nhưng bất ngờ thay, Kanye phản ứng trái ngược khi Rose và Seventeen tham gia hai show Mỹ khác nhau. Với sự phát triển của K-pop gần đây ở thị trường quốc tế, không ít nghệ sĩ Hàn Quốc đã nhận được lời mời tham gia các chương trình nổi tiếng của Mỹ. Nếu như Rose nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt khi thành khách mời The Kelly Clarkson Show, thì có vẻ như cư dân mạng không muốn Seventeen tham gia The Ellen DeGeneres Show. Theo đó, Rose sẽ xuất hiện vào ngày 29 tháng 3 trên chương trình The Kelly Clarkson Show. Rất có thể cô nàng sẽ mang đến sân khấu trình diễn Underground tại show này. Kanye rất hào hứng khi cô nàng một lần nữa được thể hiện tài năng trên sân chơi quốc tế cũng như giao lưu với các nghệ sĩ nước ngoài. The Kelly Clarkson Show sẽ là cơ hội tốt để tên tuổi Rose được vang xa, nơi cư dân mạng đang rất mong chờ. Trong khi đó, thông tin Seventeen xác nhận biểu diễn tại The Ellen DeGeneres Show vào ngày 1 tháng 4 lại nhận về không ít nhận xét phản đối. Nhóm được đưa tin sẽ trình diễn ca khúc hit tại show này. Vấn đề mà Kanye phản đối không nằm ở Seventeen mà nằm ở show cũng như vị host của show này là Ellen. Cư dân mạng chỉ ra, show này đã giảm danh tiếng đáng kể bởi một số lùm xùm của người host. Họ còn nói rằng MC Ellen được cho là một trong những người khó làm việc nhất ở Hollywood, mặc dù cô có hình ảnh thân thiện. Kanye lo lắng khi Seventeen tham gia show này sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng nên mới có những phản đối mạnh mẽ như thế. Bạn nghĩ sao khi Kanye phản ứng trái ngược khi Rose và Seventeen tham gia hai show Mỹ khác nhau? Vào trưa ngày 17 tháng 3, Rose đã biểu diễn ca khúc solo đầu tay của mình là Underground trên show The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Việc trình diễn này của nữ thần tượng nhằm để quảng bá cho album đầu tay Martin R của mình. Rose là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên xuất hiện ở show truyền hình đình đám này của nước Mỹ. Trước đó, cô cũng từng góp mặt ở show này nhưng đứng chung sân khấu với các thành viên còn lại trong nhóm Blackpink. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19, Rose sẽ không thể bay sang Mỹ trực tiếp thể hiện bản hit của mình mà phải ghi hình trước tại Hàn Quốc, sau đó phát lại trên The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi diện thiết kế gợi cảm, khoe được giọng hát cảm xúc của mình. Đặc biệt, cô còn gây ấn tượng với màn vũ đạo bên dàn vũ công khủng. Dù vậy, màn trình diễn của Rose lại khiến một số khán giả chưa thật sự hài lòng bởi hiệu ứng đèn trắng được điều chỉnh trong suốt quá trình nữ nghệ sĩ biểu diễn. Khiến cô bị nhạt nhòa và thiếu đi những màu sắc điểm nhấn cần thiết. Tuy nhiên, bù lại nhờ góc quay tốt khiến Rose có phần trình diễn tốt hơn. Rose là nghệ sĩ thứ hai của nhóm Blackpink có ca khúc solo riêng. Trước đó, Jennie từng gây sốt khi ra mắt bản hit mang tên solo đạt hơn 600 triệu view trên YouTube. Trong khi đó, ca khúc solo Underground của Rose luôn xếp ở vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam trong nhiều ngày qua. Đây cũng được xem là sự thành công lớn của Rose. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, Blackpink đã tái xuất trên chương trình truyền hình hot nhất nhì nước Mỹ The Click Click Show with James Corden với sân khấu Pretty Service. Ngay lập tức, sân khấu này đã khiến mạng xã hội bùng nổ với khả năng trình diễn đỉnh cao, nhan sắc xinh đẹp cực phẩm cùng thân hình nuột nà, sexy hết chỗ chê của 4 thành viên. Nhưng điều dân tình để ý hơn cả chính là nhan sắc và màn lột xác của các cô nàng hát hương. Đặc biệt, Rose đã có màn lột xác nóng bỏng ngay trước thềm debut solo. Vốn bấy lâu nay theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào, đóa hồng nước Úc đã lột xác táo bạo, diện áo quây và trình diễn vũ đạo sexy đến nghẹt thở. Mái tóc vàng dài mượt mà cao tôn lên nhan sắc nữ thần của Rose. Tuy nhiên, Jennie vẫn chiếm ngôi vị đầu bảng về độ sexy. Lần này, cô nàng quyết hở bạo, vòng một o ép lấp ló sexy xịt máu mũi. Trong khi đó, em út Lisa vẫn đẹp như búp bê, thân thái cool ngầu mạnh mẽ và chị cả Jisoo cũng không hề kém cạnh.